Về thuật ngữ hở thành bụng gastroschisis thì gastro chỉ ống tiêu hóa dạ dày ruột và schisis là sự phân tách, nên gastroschisis nghĩa là thành bụng trước không thể đóng lại được và vẫn còn hở hay bị tách ra trong quá trình phát triển thai. Hậu quả là một cơ quan trong ổ bụng trẻ sơ sinh, thường là ruột, sẽ thoát ra và tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Trong suốt tuần thứ tư của quá trình phát triển thai nhi, phôi thai bắt đầu thay đổi hình dạng từ đĩa phôi ba lá phẳng sang dạng hình trụ. Quá trình này gọi là sự gấp nếp của phôi. Quan sát mặt phẳng ngang của phôi thai, hai nếp gấp bên tiến lại gần nhau và cuối cùng kết hợp tại đường giữa, ngoại trừ một lỗ nhỏ nơi dây rốn kết nối thai và nhau thai. Lỗ mở đó sau này trở thành rốn hay umbilicus. Sự gấp nếp này cho phép hình thành ruột bên trong khoang bụng. Trong hở thành bụng bẩm sinh, các nếp gấp bên của lá phôi không đóng hoàn toàn, để lại một lỗ hở trên thành bụng. Lỗ hở này hầu như luôn kéo dài xuyên qua cơ thẳng bụng đến bên phải của rốn, mặc dù người ta không thực sự biết tại sao nó lại mở rộng sang bên phải. Dù cho lý do là gì, thì lỗ hở này khiến các cơ quan phát triển thoát ra ngoài vào túi ối. Sự tiếp xúc của các cơ quan trong ổ bụng với dịch ối đôi khi có thể làm cho ruột bị kích thích và viêm. Điều này có thể dẫn tới hậu quả kém hấp thu. Nếu một trẻ bị hở thành bụng, sau khi sinh ruột bị sổ ra ngoài và không được che phủ bởi phúc mạc. Ngược lại, có một tình trạng liên quan được gọi là thoát vị cuốn rốn omphalocele. Khi đó, những thành phần trong ổ bụng thoát ra ngoài và đi vào dây rốn. Nghĩa là trong trường hợp này, chúng được bao bọc bởi lớp phúc mạc của dây rốn và không tiếp xúc với dịch ối. Mặc dù nguyên nhân của hở thành bụng bẩm sinh không được biết rõ, người ta cho rằng nguyên nhân có thể do giảm cung cấp máu đến thành bụng trong suốt quá trình phát triển thai nhi. Cả những yếu tố về gen và môi trường cũng có khả năng đóng một vai trò nhất định. Một vài yếu tố có vẻ như làm tăng nguy cơ một em bé sơ sinh bị hở thành bụng, bao gồm mẹ mang thai khi quá nhỏ tuổi, cũng như sử dụng chất có cồn và thuốc lá trong quá trình mang thai. Chẩn đoán tiền sản có thể xác định nhờ siêu âm hay các xét nghiệm máu. Ở trường hợp tăng AFP, alpha fetoprotein trong máu mẹ có liên quan tới những khiếm khuyết thành bụng. Điều trị hở thành bụng bẩm sinh bao gồm phẫu thuật sau sinh, khi đó ruột và các tạng cần được đưa trở lại vào ổ bụng và khiếm khuyết cần được sửa chữa. Nếu khiếm khuyết rộng và có liên quan đến nhiều cơ quan, thì chúng có thể phải được di chuyển trở lại khoang bụng một cách từ từ. Trẻ sơ sinh có thể cũng cần những điều trị bổ sung, như dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh để kiểm soát sự nhiễm trùng. Được rồi, tóm tắt nhanh nhé. Hở thành bụng bẩm sinh là một tình trạng mà thành bụng không đóng lại được, tạo nên một lỗ hở trên thành bụng, thường là ở bên phải của rốn, làm cho các cơ quan trong ổ bụng thoát ra ngoài. Ngược lại với thoát vị cuốn rốn, các cơ quan thoát ra ngoài trong hở thành bụng không được che phủ bởi lớp phúc mạc và tiếp xúc với dịch ối. Video được thực hiện bởi WorldMed.